Rồi, em Thắng xin kính chào các bà con cô bác ha. Thì hôm nay em Thắng tiếp tục lên một ít đồ nghề mới về anh em. Trong sáng nay thì đi lấy hàng thì về được có một ít thôi. Đó, trong là còn lại là một số món đồ cũ. Anh em mình xem có món nào phù hợp với anh. Nhu cầu sử dụng của mình thì mình chốt giúp em ha. Thì bên em sẽ có hai hình thức giao dịch. Chuyển khoản em bao ship, ship code mọi người vui lòng mình gửi thêm cái phí vận chuyển giúp em ha. Rồi, mã số đầu tiên trong clip này ha, thì em còn mấy cái vòi nước này, mấy vòi lạnh này, tình trạng của mình là hàng nó gần như là nó chưa có xài, người ta trưng bày nên là nhiều khi nó bám bụi thôi nha anh em, những cái vòi nước của Nhật ha, những cái vòi nước của Nhật, đây, chất liệu của mình nó làm bằng đồng ha, bằng đồng và mã bên ngoài, si bên ngoài là lớp chrome niken sáng bóng đẹp, thương hiệu của mình là thương hiệu hãng KVK. Hàng chuẩn nội địa nha anh em, KVK hàng chuẩn nội địa. Đó. Thì vật liệu của mình nó là bằng đồng nên là cái độ bền mình sử dụng nó khá là ổn nha anh em. Tính từ tâm tường mà ra tới đầu vòi này thì mình đo được là 27 cm này, và cái vòi này thì anh em mình có thể mình gật ngang qua ngang lại được này ha. Có thể di chuyển được trong không gian rất là hay. Đó. Răng sử dụng của mình là răng 21 và đây là cái chi tiết tổng quan của mình nè, anh em mình thấy màu xi đồ còn rất là mới nha. Đó, màu xi được còn khá là mới và đẹp. Đây là cái vỏ bét để anh em mình phun nước nó nước ra này. Rồi, anh em nào thích cái vỏ này của KVK ha. H1 giúp em nha. H1 rồi, cái vỏ này em để giá là 380.000. Giá này là anh em mình chuyển khoản em bao ship luôn. Ha. Còn ship code thì thêm giúp em tầm khoảng là 10.000, 15.000 tiền phí thôi chứ cũng không có nhiều. Ha. Rồi một cái vỏ nước của Nhật gần như là còn mới ha. H1 380. Tiếp theo H2 cũng vậy nha anh em. À, nó nói chung là còn tầm khoảng 6-7 con rồi hết hàng rồi. Đó, KVK luôn nè, đó anh em thấy không? Tất cả hai con này nó đều như nhau hết. Tình trạng của mình là nó mới trên 95% còn đẹp hết ha. Anh em thay qua cái ti răng này, còn mới tin nha. Đó, nó còn khá là đẹp ha, của KVK. Rồi. Tương tự ha, con này mã số là H2 giúp em. Đây, mã số H2 380 luôn ha. Cùng này là rang 21 hết nha anh em. Rang 21 rang thông dụng ha. H2 380. Tiếp theo. H3 thì cũng vậy nhưng mà mình con này là hãng hãng khác ha. Con này thì nó đến từ thương hiệu hãng Sang Ai. Thương hiệu hãng Sang Ai ha. Tình trạng còn đẹp luôn nha. Một cái vò nước của thương hiệu hãng Sang Ai ha. Đây. Hình thức còn ngon lành nha anh em, hãng Sang Ai, đó, Sang Ai ha, hàng nội địa Nhật luôn, nó cũng là màng đồng và mà bên ngoài lớp chrome niken. Rồi, anh em nào thích cái quà của thương hiệu hãng Sang Ai này, mọi người mình chốt giúp em. Mã số của mình là H3 380 luôn nha anh em, H3 380.000, đây. H3 380. Tiếp theo H4 cũng vậy nha anh em, hai vò ha, KVK hai vò, Sang Ai hai vò, đó là màng đồng ha, tình trạng là còn khá là đẹp, anh em mình về mình bác vào thì nó như hàng mới vậy thôi ha. Rồi con này là H4 ha, cũng 380 luôn, thì cũng như là vò nước là clip này em lên 4 chiếc ha, thì mình có nhu cầu mua về mình sử dụng gia đình ha. H4 380. Rồi H5 thì em có hai cái lưỡi cưa, hai cái lưỡi cưa sẽ rảnh này, cái này đây, hình thức của mình sẽ như thế này nha. Thì cái rảnh khi anh em mình gái vào này thì nó sẽ có cái độ gái này, anh em mình thấy nó sẽ có xiên này, nên là khi mình gái vào á thì cái lưỡi cưa nó sẽ nghiêng, nó nghiêng thì nó sẽ phai ra được những cái rảnh như thế này. Thì cái rảnh này thì cái kích thước của mình là từ 3 mm cho tới là 15 mm ha. Rồi đường kính lưỡi của mình là lưỡi 120 nha anh em, lưỡi 120 mm ha, lưỡi tắc 2, và cốt tròn này của mình là cốt tròn 15 ly ha. Cốt tròn 15 ly. Trên này thì nó sẽ có thông số để anh em mình chia mình thay rảnh này. Ví dụ như là anh em mình xoay cái nấm tròn này đúng không? Nó về 3 mm này là anh em mình sẽ phải được rảnh 3 ly. Và tối đa là 15 mm là anh em mình xoay trên này ha. Đó, cái đường cước này nó trùng là ok. Đó. Thì cái loại này hiện tại là em còn hai lưỡi. Ha, còn hai lưỡi ha. Và giá
của mình là 100.000 một lưỡi ha, chuyển khoản bao ship luôn, 100.000 một lưỡi. Đó, H5 ha. H5 100.000 một lưỡi giúp em. Còn hai lưỡi ha. Tiếp theo. Mã số H6. Mã số H6 em mới về một cây đục mới tinh nè, của Nhật. Anh em mình sưu tầm nha, đó có đắng một chữ đỏ đàng hoàng anh em. Đó, một chữ đỏ một triệu đầy đủ hết. Tem rồi này nọ là còn ngon lành, nó thành tích là còn mới căng à. Đó, anh em mình sưu tầm nha, một cây đục của Nhật cho anh em cắn gỗ. Đó. Mới tinh chưa có xài, đây trên này cũng có một chữ nữa nè. Đó, một cái đục mới chưa xài. Rồi con đục này là bản đục của mình là bản đục 15 ly nha. Bản đục 15 ly và chiều dài của mình thì nó được là 22 cm. Rồi con đục này mã số H6 giúp em nha. Còn mới chưa xài 100.000. Đây, mã số H6 ha, 100. Tiếp theo. Mã số H7. Mã số H7 thì em có một cây vít lắc của thương hiệu Anet ha. Vít lắc luôn đảo chiều này. Đó, đảo chiều gặp qua. Rồi đầu mũi vít trên này là đầu mũi vít BH2 thiết kế thân nhỏ như này. Một cây vít lắc luồng đảo chiều tự động Made in Japan ha, của thương hiệu hãng Sunblast. Rồi anh em thích cây vít lắc luồng đảo chiều tự động này mọi người chơi giúp em mã số là H7. Con này em để giá là 80.000. Của Anet ha, H7 giá 80. Rồi tiếp theo. H8. H8 thì em có một cây mỏ lít của Banco này, bà cố gì này ha. Này, Sweden nha anh em. Con này size bự, size 250 nha. Đó, Made in Sweden 0672. Đó, đây. Miệng mồm này. Đó, Banco thì rang của mình là rang ngược nè anh em. Đó, em vệ sinh được trơn tru hết rồi, ngàm được cũng rất là ngon. Đó, đây. Quay ra này. Quay vô này. Đó. Mới vệ sinh lau dầu hết rồi nên mình chỉ việc về xài thôi. Size 250 thì cái độ mới ngầm của mình là 30 mm. Đó. Tới đây đứng ha, anh em mình về có thể mình vệ sinh cái kẽ này tí cho nó khít lại ha. Còn size 250 của Banco Thụy Điển. Đó. Thì anh em mình thích cây mỏ lít của Banco Thụy Điển size 10 in này, mọi người cho giúp em mã số là H8 ha. Cây mỏ lít của Banco Thụy Điển này em để giá là 250.000. Anh em mình thích hàng của Thụy Điển mình chốt ha. Mã số là H8 giúp em 250. Tiếp theo mà H9 thì cây này size nhỏ hơn anh em. Size nhỏ hơn nhưng mà con này môi ngầm đẹp này ha. Đó. Cũng Banco luôn. Banco Sweden ha, của Thụy Điển hết. Đó, hai cây này anh em mình có thể mình mua cà phê mình xài cũng được. Đó, rất là ngon, cứng cáp nha anh em. Hàng của Banco Thụy Điển ha. Đó. Thì anh em thích cái con Banco con này thì size 200 mm ha. 8 inch. Thì con Banco này em để giá là 180. Ha, 180.000 cho cái con Banco 8 in này ha. Mã số là H9 giúp em. Đây, mã số H9 ha, 180.000. Đây, H9 180. Tiếp theo H10. H10 thì một cây mỏ lết của Gisuke. Đây, cái này thì size 15 in nha, size 150 mm ha. Size nhỏ nhưng mà còn mới chơi xài luôn này. Anh em thấy môi ngầm được còn mới tinh ha. Đó. Anh em mình sẽ lướt qua rất là đẹp. Rất là mới ha. Thì anh em thích cái con mỏ lết size 150 của Gisuke này, còn mới ha, mọi người cho chị em H10. Con này giá 80. H10 80. H11, một cây cần siết rất là mới chơi xài cho anh em mình sưu tầm của thương hiệu Koken nha. 6788. Đây một chữ Japan đây, Koken là hàng sản xuất ở Nhật, xuất châu Âu nên là cái giá thành nó rất là cao luôn. Đó anh em thấy cái kiểu dáng đồ này nó 3/4 nha anh em, siết chữ L. Nó rất là hiếm nên anh em mình mua về mình sưu tầm nha. Nó 3/4 đường kính 19.05 ha. Nó bự. Còn mới tin cho anh em thấy nước da này nó nè. Của Koken nữa ha. Cái này thì nó dài được là 30 tầm khoảng là 35 cm nha anh em. Gần 35 cm. Cái này tình trạng là còn mới nha, mới chưa xài anh em mình mua về mình sưu tầm giúp em. Rồi cái cây cần siết chữ L này em để giá là 380 nha anh em. H11 mới chưa xài anh em mình có thể về mình sưu tầm được. H11 380. Tiếp theo H12. H12 thì một cây cần tự động. Cái cần tự động 1/2 của Tone.
cái này cũng còn rất là đẹp ha, đó anh em thấy không, nước xi bên ngoài, nước da bên ngoài này, đó LR là trái phải, đó nước xi rồi còn mới đẹp, của hãng Tone giáp zip nội địa Nhật Japan đầy đủ ha, còn khá là mới luôn. 1/2 đường kính 12.7. Rồi anh em tất cả cần tự động 1/2 này, tình trạng là còn mới đẹp ha. Mã số của mình là H12 giúp em, con này 230 nha. H12 230.000. H13 là một cây lắc léo ha. Một cây lắc léo của thương hiệu hãng Tone luôn. Đó anh em mình mua đi kèm ha, đó đầu đồ còn ngon lành hết ha. Đó, để bãi này nọ thì nhiều khi nó lắm như với đèn đèn thôi, chứ còn công năng sử dụng đồ này nọ là rất là ngon. Đó, một cái đầu lắc léo 1/2, đường kính là 12.7 ha. Rồi cái đầu lắc léo này mã số của mình là H13 ha, 80.000. H13 ha, 80. H14, một cây khúc nối dài của thương hiệu KTC Japan ha. KTC Japan 3/8, đường kính là 9.5. Cái này hình thức cũng còn đẹp, dài là 15 cm ha. Rồi cây nối dài này em để giá nó cho mọi người là 60.000, mã số là H14 ha. H14 cây nối dài 3/8 đường kính 9.5 này là 60.000. H14. Rồi, tiếp theo H15. H15 thì em có một cây búa đinh nha, cây này nó nặng nửa ký của thương hiệu hãng Dokyu hàng nội địa nha. Đó, hãng Dokyu này cán rồi ta cầm nó còn đẹp. Đó. Đây. Thằng dài được là 33 cm nha. Dài 33 cm, thân của mình là bằng thép. Đầu búa còn mới đẹp này. Em thấy không? Trắng non đến nào rất là đẹp luôn, nặng nửa ký ha. Rồi. Mã số cho cây búa này là H15 ha. 180. H15 nha anh em, 180. Tiếp theo H16, một con cờ lê lực 13 ha, nhỏ nhỏ thôi, lực là 190 RSB ha. Đó. Của Tony Chi còn mới đẹp luôn. Đó, một con cờ lê lực 13 ly, thiết kế đầu miệng như thế này. Đó, còn đẹp ha, cán bọc cao su của Tony Chi ha. Rồi anh em thích cái con cờ lê lực 13 ly của Tony Chi này, mọi người mình chốt giúp em mã số là H16 ha. Cây là lê lực 13 ly này ha. Đó, lực nó để như này nè. Mã số con này là H16 giúp em nha. Con này em để giá là 350. 350.000 nha, con cờ lê lực H16. H17. Một cây khóa 22 ly cho anh em mình sưu tầm còn đẹp nè. Nó còn mới của KTC này anh em ha, nước xi được còn rất là tráng bóng nè. Đó, đây là chi tiết đầu vòng này. Đây, đầu miệng được còn ngon lành hết ha. 22 ly. À, dài nha anh em, nó dài tới là tầm khoảng là 28-30 cm á. Rồi cây cờ lê 22 ly này em để giá cho mọi người là 130.000. Mã số là H17. H17 130. Theo H18. Cây này 16 ly này, 16 ly anh em mình hay dùng này, giao xích nội địa Nhật đầy đủ. Đó, cái miệng của mình thì người ta có xài rồi nên anh em mình thấy có la nhẹ, anh em về mình có thể lấy dũa mình dũa lại cho nó đẹp ha. Chứ còn đầu miệng nó rất là ngon. Japan ha, thép alloy steel 16 ly ha. Rồi anh em thích cây con cờ lê 16 ly này, mọi người cho giúp em mã số là H18 nha. H18 con này 100. H19. Cây này 13 ly. Cái này dòng khóa này rất là ngon ha. Anh em mình hay mua nè, Made in Japan nè. Đó đây. Đầu miệng này cái này là xài rất là ok ha, rang cỏ được ngon lành, nó bị dính đất ở bên trong thôi anh em về vệ sinh thêm. Đó, Made in Japan ha. Rồi cây khóa 13 ly này em để giá là 110.000 nha. H19 110.000. H19 ha. Theo H20, một cây khóa của KTC hai đầu ha. KTC Tun này, thép alloy steel Japan, rất là đẹp và rất là ngon ha. Rồi đầu bên này là đầu mới ốc 13 và đầu bên này là đầu mới ốc 14. Đó, thiết kế kiểu hai đầu cái gù này. Đó, dòng khóa này cũng rất là anh em mình ưa chuộng ha. Rồi cây này H20 giúp em nha. H20 cây khóa KTC này 140.000 ha. 140. 13 và 14 là H20 140 ha. H21 cây khóa Seki, một đầu miệng đầu gạt gù. Sân cây ha, của thương hiệu sân cây nó 13 mm luôn ha. Cái này anh em mình xài rất là ngon, đầu gà gù như này ha, đầu khẩu gà gù. Rồi cái này 100.000 ha, H21 giúp em. Một cái khóa 13 ly ha, của thương hiệu sân cây H21 100. H22
H22 có một cây kìm ép cốt nha. Cái này thì nó cũng khá là bự nha anh em, khá là dài luôn. Cái này thì đây chiều dài tổng thể của mình nó lên đến là tới gần 30 cm nha. Gần 30 cm, đây là cái chi tiết cái đầu ép cốt của mình này. Này nó cái ép cốt cũng bự này nè. Đó. Đây là chữ như thế nào nha anh em, chữ Nhật không à. Thương hiệu của mình là Marvel giao xích nội địa đời cũ. Đó. Chuẩn nội địa nha anh em, của Marvel ha. Đó. Đây, con này nó còn rất là êm ha. Đó. Cứng cáp không có rơ lát nha anh em. Thường thường nếu mà người ta dùng nhiều thì chỗ này nó bị rơ lát này, nhưng mà cái này nó còn mới, không có rơ lát. Rồi cái kìm ép cốt này còn đẹp và bự nha anh em, nó dài tới gần 30 cm là. Cái này em để giá là 250 nghìn nha. H22. 250. H23. Cái này cũng dài, cái này nó dài chắc hơn này, dài. Cái này nó dài được là 32 cm nha anh em. Cái này thì nó bấm cốt chuyên dụng. Đây một bên dài, bên mỏng này đó. Bên này là dài này, bên này nó mỏng này nè. Và cốt của mình là hai cốt thôi, 8 ly với là cốt 14 ly nha. Marvel này. Đó anh em mình đang cần cái ép cốt 14 thì mình chốt con này, 8 và 14 thôi, hai cốt. Đó dài rất là đẹp ha. Đây, chi tiết đầu cái cốt bên trong này. Đó, bên này thì nó mỏng, bên này nó dài hơn. Thấy không? Đó. Rồi cái này em để giá cho mọi người là 280 nghìn nha. Mã số là H23. Cái ép cốt này 280 ha, cũng của thương hiệu Marvel này. Nè thấy không? Đó, Marvel. Đó, logo của hãng này. Rất là ngon ha. H23 208. Tiếp theo H24 thì em có một bộ cưa. Kanzawa đi kèm với mọi người là hai cái lưỡi này nữa ha, hai lưỡi cưa sắt nữa. Đó. Cắn nó còn mới đẹp. Đó, bên trong nó có một cái lưỡi của nguyên zin của hãng ha. Anderson này, hai mạc ha. Còn cái này là lưỡi cưa sắt đi tặng kèm cho mọi người hai lưỡi. Rồi bộ combo này em để giá 100 nghìn. H24. H24 100. H25. Em có một cái bộ treo móc này rất là hay ha, của thương hiệu Skywin nha anh em. Đây. Này nó để thông số rồi này nè, đó, nó on phát này ha. Đây thương hiệu của mình là thương hiệu Skywin. Đó, bên này thì anh em mình thấy này. Nó để là 6.35 này, 8 9 10 gì nè anh em. Đây. Là cái đầu này là chắc là để anh em mình gắn khẩu này. Là cái khẩu 6.35 nha, bên này là một vít âm một vít dương. Còn ở bên này là ba cây lục giác bi ha. 3 4 5 nha anh em. Đó, 3 4 5. Rất là hay ha. Bộ này là một cái bộ dụng cụ để xe đạp đồ này nọ này, anh em mình bỏ cốp xe là mình sửa chữa. Cũng rất là ngon. Còn mới đẹp ha, Skywin. Rồi bộ này em để giá là 100 nghìn. Mã số là H25 ha, 100. H26. Còn mấy cái chiếc đồng hồ này anh em, đầu tiên cái đồng hồ mạc nữ này. Đó, đây. Bản mạch đồng hồ của mình là 20 ly ha. Bản mạch đồng hồ 20 ly. Nó có đến những cái viên đá ha. Rồi cái đồng hồ này em để giá 80. Đó, của nữ ha. Vì anh em mình bỏ pin mà mình xài thôi. Hàng 7 ha. H26 80. H27 tương tự. Này của Bipai ha, mạch còn đẹp. Dây nó còn ngon lành ha. Rồi con này mạch đồng hồ của mình là cũng là 21.5 nè. 21.5 mm ha. Bipai Paris chị ha. Trong những cái này nó có khả năng chống nước hết cho anh em, 80 nghìn ha, con này mạch tròn luôn. H27 80. H28. Đây là đồng hồ mạc bự hơn. Ligin này ha, mạc còn đẹp. Sợi dây bằng thép này cho nam cho nữ thì đeo được hết ha. Rồi mạc đồng hồ của này là được 30 nè anh em, 30 mm ha. Đó, về bỏ pin mà mình dùng 80 nghìn ha. H28 80. H29. Con này cũng vậy nha, mạc đồng hồ cũng đẹp nè. Đó, sợi dây thép 24 ly ha, 24 ly 80 nghìn luôn. H29 80. H30 em còn một bịch mũi khoan anh em, mũi khoan 7.4 của STD này. Đó, gia công tại Tokyo, Nhật Bản ha. Rồi mũi của mình thì nó bị dính cái phần giấy này, là anh em mình thấy này, nó còn luôn lớp keo màu vàng á, chưa xài nha. Mũi 7.4 khoan sát ha, STD của Nhật ha. 6 mũi nha anh em, cái bịch này là được 6 mũi giá 100 nghìn. Mã số là H30 ha, 100. H31 là một cây thước nha anh em, cây thước 1 mét còn rất là đẹp luôn, có thương hiệu hãng Shinwa, hiệu kim cánh cục nè, bằng thép không rỉ ha. Đó, đây. 1 mét này anh em thấy chữ số đỏ trắng như thế này ha. Này. Văn thước đồ này nọ là còn sáng đẹp hết nha anh em. Được không?
Đó. Hai phân thức được còn sáng đẹp ha. Đó. Còn khá là ngon ha. Đây. Không có bị trà xước gì nhiều đâu anh em. Đó, bên này là có những cái thông số anh em mình tham khảo tắp riêu này nọ nữa này. Hệ in qua hệ mét rồi nên anh em. Xin qua ha, một cái thước lá 1 mét nha anh em. Rồi cái thước lá 1 mét này em để giá cho mọi người là H31 ha. Cái thước lá 1 mét này em để giá là 280.000 ha. H31 này 280. H32 thì em qua mấy cái kìm. Đầu tiên là một cái kìm của top ha. Còn rất là ngon lành nha anh em. Đó top này anh em thấy không? Đó, em vệ sinh nó hơi mờ tí nhưng mà cái mặt văn kìm đồ này nó là còn đẹp, răng kìm còn mới nha. Đó, cái này anh em mình thích hàng của top thì mình chốt, rất là đẹp ha. Dùng rất là bán nha anh em. Dài 16 sen ha, 100.000. H32 ha. H32 100. H33 là một cũng của hãng top nữa, cái này thì nó kìm mới phe ha. Đó, cùng một thương hiệu. Này là đồng mới phe này ha. Bên nó cũ thôi chứ dài rất là ngon, dài 17 sen ha. Rồi cái này em để giá 120 nha anh em. Một cái kìm mở phe ngoài ha, bóp vào đi ra. Và đầu mũi quắt xuống như thế này ha. H33 120. 34 thì em qua một cây kìm của KTC ha. Đó, thiết kế kiểu dạng như là này, KTC CCB 190 ha, dài được 20 sen. Đó, thiết kế kiểu dáng như thế này ha, của KTC, em không biết để làm gì luôn. Mà nó hay ha. Dài là 19-20 sen này. Rồi cái này em để giá là 150.000 ha. Kiểu nó độc lạ nhưng mà không biết làm gì luôn. KTC ha, H34 150. H35 là một cái kìm mở phe. Cái này là vừa mở được trong còn vừa mở được ngoài luôn nha. Anh em mình mở cái ốc này mình di chuyển qua lỗ này thì mình sẽ mở phe ngoài. Hiện tại là đang mở phe ngoài này. Bước vào đi ra này, đầu mũi của mình là quát xuống như thế này nha. Này thì nó không có thương hiệu. Ở bãi nó bay mất cái chữ rồi. Rồi cái này em thanh lý giá 120 luôn. H35 ha. H35 120. Tiếp theo. H36 thì một cái kìm bằng, cái này còn mới này, dài 21 sen của Denko này, cho anh em mình làm đó, Denko giao dịch nội địa đời cũ ha. Hãng này là chuyên kìm này anh em. Đó, nó rất là dài dạng ha, có mã số rồi đầy đủ hết. Đó, còn đẹp. Dài 21 sen còn mới nha. Đó. Các rất là nhẹ nhàng này anh em ha. Này, đang kìm rồi này, nó còn rất là mới nha. Đó. Thì cái kìm này dài 21 sen nha mọi người, em để giá là 180.000. H36 ha, 180. H37. Cây kìm kìm nhọn của Mary, có lò xo, có một lỗ tròn lưới tuốt, rang cỏ rồi còn đẹp em ha. Đầu mũi nhọn này. Đó, rang cỏ rồi còn khá là mới, đẹp ha. Dài 16 sen. Các đồ rất là ngọt ha. Rồi cây kìm nhọn của Mary này em để giá là 100.000. Mã số H37 ha. 38 là một cái kìm nhọn nhưng mà kiểu dẫn nó sẽ rảnh như này nè, không biết là để nó cát hay là gì nè. Đó, đây em thấy không? Đó, nó vót sẽ như thế ha, không có rang. Con này của Nhật luôn nha, Saben ha. Cái này thì cát không được, cái này anh biết không biết để làm gì nữa, tuốt hay là gì em cũng không rành ha. Tuốt cũng không được đâu mà không biết. Đó, cái này thì em bán đại thôi, 80.000. Dài 16 sen nha. Của Nhật H38 80. Mã số cuối cùng H39, cây kìm cắt của Nhật ha, thương hiệu Hanpet, giao dịch đời cũ, có một lỗ tròn để tuốt. Đó, lưỡi rồi còn ngon lành ha. Đó, bên trên thì nó có mẻ một tí xíu không vấn đề gì hết. Cắt rất là ngon ha. Ha, kìm Nhật cắt rất là đã nha anh em. Có bán. Dài 16 sen. H39 80 ha. Rồi em Thắng xin kết thúc clip tại đây và hẹn mọi người vào clip tiếp theo.